Điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại chi cục đăng kiểm số 6 thành phố Hồ Chí Minh và chi cục đăng kiểm số 9 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, phó trưởng phòng tàu sông cục đăng kiểm Việt Nam, Phạm Đình Thấm, đăng kiểm viên phòng tàu sông cục đăng kiểm Việt Nam, Lương Đức Thái, phó giám đốc chi cục đăng kiểm Hải Hưng tỉnh Hải Dương và Vũ Đức Nhất, phó chi cục đăng kiểm Hải Hưng, hiện đang làm việc tại phòng tàu sông cục đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, ngoài việc đưa tiền cho các đăng kiểm viên để được bỏ qua các lỗi trong quá trình thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa, các đối tượng còn tiến hành lập hồ sơ thẩm định thiết kế, sau đó liên hệ móc nối với cán bộ thuộc phòng tàu sông, cục đăng kiểm Việt Nam để được cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế các phương tiện đóng mới, thẩm định thiết kế hoán cải, cải tạo. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra ngày 6 tháng 5 năm 2022 tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ các tàu là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép. Công an xác định một số đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm Hải Hưng và phòng tàu sông, cục đăng kiểm Việt Nam đã nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc cấp thẩm định thiết kế và đăng kiểm đối với các phương tiện này. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh, Thấm, Thái và Nhất đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan vụ án.